thành đề. Thủ nhang đồng đền họ Phạm Đình xin bác đạo hộ bình an đi. Quả thực ni dâng lên ni băng tràng, quả thực ni tiến dâng lên lòng tin bác thị ngơ nghi nghi Chúa tiên đình thành mộng kỷ chung. Tiếng mở thung dung nghi tiết trọn ngày lành nghề. Tiếng mở thung dung nghi tam tòa thành mộng nghi hội đồng nghi lại đang mong về đền sâm dương nghề. Thiên kiên cung thỉnh mời nghề mong đệ nhất ninh thiên tiên đệ thành vân công chúa trên thượng thiên đệ mong giang đồng mày lão tốt tươi nghi diệt hoa mày lão tốt tươi nghi hình dòng kiểu tiêu ôi miệng cười nở hoa tóc phượng rườm rà lưng ong nghi tóc phượng nghi rườm rà áo sông nhang xả nghi hài hoa nghi chân dày lũ nhang xả nhiệt pháp giới mông mân chư phật hài hồi thất pháp tùy sư kiết tường vân thành nghi tương ngân chư phật hiện toàn thân nam mô hương vân cái bồ tát ma ha tát nam mô hương vân cái bồ tát ma ha nam mô hương vân cái bồ tát ma ha tát sa loan thanh gia ngồi cùng mùng ba tháng thìn đi giờ dần đi ngày mùng ba tháng thìn đi tuổi tuần tam thất đi kíp về thiên thai nước tiếng đế vương đi danh thơm nước tiếng đế vương đi truyền cho vân cát đi thiên hương đi phục thờ định nhật chính kỳ trên thiên cung đi định nhật chính kỳ tuổi 21 đi kíp về thiên thai chiến đàn hải ngạn lung nhiệt minh ngương ra dung từ bầu được vô ương hoa đôi các thanh lương chín tâm kim tương nhất chữ biến thập phương nam mô hương cung vàng bồ tát ma ha tát nam mô hương cung vàng bồ tát ma ha tát nam mô hương cung vàng bồ tát ma ha tát sa loan thanh gia đền đền tâm dương nghi ngôi cao mẫu ngự nghi cung thỉnh mời thánh mẫu nghi đệ tam nghi sớm kết loan phòng nghi kính xuyên nghi sớm kết loan phòng nghi thảo mai tiểu thiếp nghi đem lòng mình ở gieo oan chẳng xét ngay ra ni kính xuyên chàng nghề chẳng xét ni ngay gian vàng mười nữ lệ lầm than ni sao lành giới định chân nhang phân khởi xung thiên thượng đệ tử kiên thành nhiệt tại kinh lô phong quanh các nhân luân tích nhật ra du miên hạt tiêu tai trước nam mô hương cung giang bồ tát ma ha tát nam mô hương cung giang bồ tát ma ha tát nam mô hương cung giang bồ tát ma ha tát sa loan thanh gia ngồi cùng có lệnh truyền ra thánh ông về ngài có lệnh truyền ra quân quan thị bộ cùng ba chữ linh bộ binh đáo phạm nam thành cánh đông dẹp bắc đi tung quanh mọi nơi đông hời cửa tiêu cửa đoạn
hiện lịch tình đến vương hương kể thêm chỉ từ thiên trường tức mạc địa danh sơn hà dục tu trung linh khám kỳ
Hà Thanh nghi Hải Yên nghi thời phúc nghi sinh nghi xuất hiện nghi nam nghi bang tường vân nghi ai đã nghi từ lương ngu quang nghi hoàng nhiên tích mệnh ni nam bằng ni giang ni nghề chân nhang hạ bút hoa khai cảm phiền chư tướng ngài đạo lai hộ trì tỏ sai binh bộ binh tùy nhị thiên linh quyết linh nguyện bảo trường sinh thái hình chính thất phù hộ tâm hình cấp cấp như luật linh nghề có trạng dâng lên ngày hôm nay có trạng dâng lên thánh ông tô đồ ôn chép biên tỏ tường phi cho hai chữ trường sinh kinh luận nên khí độ Việt Nam nhân thanh gia tam quang chiếu bóng la thế giới vầng nguyệt soi chói lọi nam thiên ni phong nguyệt vô biên ni đôi vầng ni phong nguyệt vô biên gió thu dịu dặt nên chuông rền lên cờ nhật hoan nên
trái chút đến ngày dương dục nghỉ giá so bằng nghề vàng ngọc bóng ta nhân tình nghề sao đổ ngân ni hà đã sờ vấn giang thanh tân duyên giang cách điều đoá phu ngô tông dương lão nhờn nhơn vẻ nào mà chẳng quá ý quá hương hoa xuân mới nhu mà nguyện thu ước cho ngọn giang to bằng kim môn những ngọc bề nét đan thanh đi ai vẽ cho in bao gồm nó đức minh tinh dòng mang chân nề phút ni đã đến tiên bà thần thông nghi biến đi hóa phù biến đi thỉnh lai tiên chuông trên ngàn đồng vương ni tuần quan tao bên chứng minh mời bà công chúa xuân tinh cùng là các chúa anh linh đi các tòa nào là các bộ sơn trang tuyền cai các lưng các lam núi rừng nghi núi rừng bắc đề bạc làng sơn sông hoa các cửa rừng bào hoa hà giang bào bạc bào vàng sơn lâm châu thổ 36 cửa ngàn đề các bộ nàng nghe lời chú nhủ đào sơn sang đây bí mật mà càng ghê lâm dân thắp ngọn đèn khuya sự tình là thế chớ thời thở than từ các bộ mường màn đâu ta cùng 12 các họ sơn trang rừng và rừng sông cho chỉ non ngàn rừng sâu cho chỉ non ngàn đồng cuồng mà đào lên sâm dương kể từ ngày trăng thanh tương ngộ đạo thề nguyện thân ai đã đâu trừ đêm đêm bất lửa đèn dầu
lên, nhác nhác chân lên tựa dáng thân tiên. Sóng đắng chua múa dịu dàng khoan thai, hát ra từng đài bạt ngân bạt dài, hát ra từng đài bên mắt đi dài. Sớm dòng chơi đền kia miêu nọ, tôi lại về hàng cỏ đều tranh. Trên sơn lâm vắng vẻ quanh thành, chợt nghe tiếng hát đầu gầy cuối hàng. Nơi nó xanh xuôi ngàn tung tính, có cơm làm thịt thịt nem khô nghỉ. Vô tay theo nhịp xanh vô tiếng nói trò trẻ, liêu lộ liêu lừa. Châu phục đôi bên bách mi hoa chữ vì nàng tiên, hoa lan hoa phúc mi bông hoa sen hoa hồng mi. Bách mi hoa chữ vì nàng tiên, hoa lan hoa cúc hoa sen hoa hồng, hoa thiên lý ngập ngừng em để đóa mận đào hoa quế hoa ban. Trăm mì hoa trăm sắc vẻ vàng, muôn trăm hoa trăm sắc vẻ một nhà được bồi gốc sai hoa. Trong khi xanh bách cầm ca, tài ngôn tất ý xin chúa bà xa ân, đổ ô cho họ phạm được trường xuân. Đi đi à, bồng tai khi ra đuổi biết lúc lúc là vào hàng mây, khi ra đuổi biết là vào hàng mây. Hỡi ai hay hiện hình biên tướng, tướng với nàng thì ngày thảm tông chơi nghỉ, tùy cao bóng mát nghỉ. Người gặp người thanh lịch là thời nhân duyên, anh người thanh lịch là thời nhân duyên. Trên đông quân thanh ngự một môi dưới thời Bắc Lệ là đôi quê nhà. Vốn sinh ra hình tông tươi tốt, ta tựa ngà ma phấn môi son hài xanh nghe bà dạo gót lên non thanh giang lên hồi gục ngự chỉ phán pha nga vương ngọc hoàng nghề ngự chỉ phán pha đền thờ cao ngất đi một tòa nguy nga. Phục mạc đến đình nhật bóng tôn quan đi, phục mạc nghi lên đình nghề tôn quan đến nhất đi nghề chóc tà trừ tình nghề.
long thần đi lệnh phái thổ đi ngưỡng long minh đi thần đường đi hỏi xem mà thiên hạ đi vạn dân nên đi ngưỡng thế nào quan đông lớn về truyền văn các quan tả cơ nghiêm đội lượng ban đáng đàn lệnh truyền văn võ hai hàng nghìn thiên binh bạc mã hằng hà kèm tang lệnh truyền nhất đội bạc cưng hờ khai quang dòng nhan hợp cờ diệu lớn về chứng đàn duyên ả thích tăng cung giả kim phục hoàng thân cận thánh đế tiên trung vương thường lai văn sướng dâng lên chính quan đệ nhất ngài chép biên tỏ thường phi cho thủ nhang đồng đền họ phạm định được hai chữ trường sinh chữ phúc chữ quý khang ninh thọ trường phi cho dũng mạnh đôi đường nghỉ ca đăng tần gia ân từ bi mẫn chúng sinh cô ngã kim đình lễ dòng nhạc khai quang hợp tổ phục lớn về chức đàn duyên thiên linh quyết linh nguyên bảo trường sinh thái hình chính thất phù hộ tâm hình cấp cấp như luật linh chuyện nên trời đất làm ngương tuôn mọi bề kim chi văn võ in 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 khắp bách thần nào có nhường nghề ai tài lược thắng ai ra trình giang biên doanh ngân lai lắng đi đi đôi vầng hồng chữ phạm nghi tòa nam bình thoái quốc độc đình con vua thoái quốc nghi độc đình nghề đệ tam thái tử nghi giang sinh nghi đền phượng thank you.
cùng dung đi hòa mặt mình nghe bầm minh nghe sinh nghe thần tư chất minh nghe long nhàn mời thánh tử vương toàn nghe phương phi diệt mạo ngũ long nhàn nghe khác thường chú thủy tinh khai quang dòng nhan thập cờ diệu lớn về chứng nam duyên hạ thích tặng cung làng kim phục hoàng thân cận thanh đế tiến chủ thường thượng lai văn sướng dâng lên chính quan tam phủ ngài chép viên tỏ thường phi cho thủ nhan đồng đền họ phạt bình hai chữ đắc bình yên đi chữ phu chữ quý khang ninh thọ trường phi cho dũng mạnh đối đường đi tài mã dâng lên kim ngân tài mã dâng lên chính quan tam phủ ngài chép biên tỏ thường phi cho nhìn tự trả xanh
yên mở trường sinh nghi, yên mở nghi trường nghi sinh nghi bày ban ban khắp hết thoại đình sân nền đàn quê nghi tiêu ngủ theo nhạc vũ nghi
mạc nghi bẩm sinh thần tư chất long nhan ninh thỉnh mời thái tử ương quan phương phi diệt mạo long nhan na di thường treo mồ du lịch bốn phương nghi có phen tuần thú sông thương trở về tỉnh Bắc Quý Dương sông lục đầu ngược sông Dương sông cầu sông Hát Ni khi lên gành xuống thác vui chơi thuyền rồng trăm mãn trèo bơi dọc ngang bến lạnh là nơi ông đi về trải giang khê lên ngàn quan xuống biển đi lạnh giang từ ngự quỳ biển xanh lam đền thờ quan tán tiếng kiệu ngai vàng long môn hổ bản thạch bàn rất quý nghi hoa tức thì ra lâu đài điền các nơi dâng nước về hỏi quốc một khi nghi truyền quân lấy ngọc linh ly côn côn dâng nước phép thì có ai ban quán đại giang sông thao sông cả trở ta về sóng ngã ba tranh nghi sương ca yến ẩm ban hành kiếm cùng thơ phú so tranh đủ mọi tài nhân khánh tiệc long vai thủy tế khắp bốn phương tư bể lưng vang nghi trống rung chiêng khúc nhẹ nhàng ba ngàn tiên nữ dịu dàng sinh ca đức vương mẫu nghi đức vương mẫu trong lòng hoan hỷ mới sai người lính chỉ truyền ban cho mời thái tử vương quan kíp vào bái yết thiên nhan bể rồng nghi mày tức thì bạch long rẽ nước nghi bỗng một người quắc thước dòng nghi chán rồng tung hổ mắt ly tay cầm đôi ngọc liễu ly ông bước vào lên thiên đình còn đương cha số ngô hay về đồng có đổi số cho ai số mực đổi đây số con độ cho họ phạm ba vương sánh bảy tròn lên tan tiệc rồi về nơi thoại phủ ngô sóng cân đại y mau vào quỷ tông nghi dăm ba đấng tử đi theo hầu vào tô vương phụ và chầu mẫu vương nghi có phen lại phi phương biến hóa vô nghệ an thượng hạ bản giang nghi thuyền rồng treo quê nguồn loan khi chơi bạch hạc lúc chơi tam cờ
chơi tản viên tam đạo ngư truyền chữ quân nhị đạo tiến phong nghi tiếng chiêng kêu kỳ bất chống dòng thuyền sau bè trước cửa dòng mà đánh đánh nghe. Cầm canh nghi trông cầm canh ca vang chiêng anh họ ngòi nhất thanh hoa ngàn chỉ nổi sứ Man Ninh triều thần văn võ trăm quan sai quân đón sức quan lớn để tam về châu. Trên các lầu thì ngân phú vịnh nghi ngoài sân rồng ca chúc chén tiên nề vua cha giá cử nai vàng phán đòi thái tử có lớn để tam về châu. Giờ lâu phán lời nhân thứ nghi 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 tài quan lên kín chợ trần a một tay thay ra hồi vùng lấm liệt tung hoành quý gia nghi lấm liệt đi tung hoành nghề chư ta ta quỷ qua lớn quần tranh nghề tương tài chính quan quê nhà đến linh gia nghi chính quan đi quê nhà giống thiên nghi để ngã bà nghề sông nhiều nơi lịch kinh sử nghi vốn kinh nghi vốn tập bày từ cổ nghi nghi dĩ lại bao một phép xuất đi nhập cha tài đào lan đi quế huệ xung vầy xung vầy phương ca hà kinh nghi thiên đội và cơ lệnh truyền thiên đội
cơ quan tuần binh, giờ ngài loan sáng anh đình, trước là bảo hộ gia đình, xong là tu trong hết tà tinh. Phen này uy ra Trần Thí Miên tay nghề, Trần Thí Miên tay uy ra, Trần Thí Miên tay ngự lên đồng khỏi cứu dậy sinh nhân ngài kiếm tức là đo bình an nghề. Hương nay văn sướng dâng lên, chính quan đệ ngũ ngài chép biên tỏ thường phi cho hai chữ trường sinh nghề. Nhang đồng nên họ phạm đường hai chữ trường sinh, chữ phụ chữ quý khẳng định họ trường phi cho sức mạnh tu được. Thiên linh quyết linh nguyên bảo trường sinh, thái hình chính thất đi phù hộ tâm hình cấp cấp như luật linh. Loa đồng
loa đồng đi hỏi nước sông tranh rằng Thanh Long đào kinh nước chỉ anh hùng là người. Sông tranh đi lên tiếng đi trả lời rằng đào thiên quan đệ đệ mũ nghi sáng nghi ngờ chi phủ ninh nghi ngờ sáng. Ngựa chiến sông pha nghi đau thần quan gia nghi ngờ chân sinh nghi tử vì đời quan lớn giữ cho đạo vua nơi nghi vua tôi chữ trung nghi chữ hiếu chữ tình trong ba chữ ấy con xin quan lớn ngài phân minh để trần gian được tỏ tường. Chữ chung ni với nước là hơn ni cả chữ hiếu họ bạc thủ nhang đồng đền không bỏ chữ tình xin thưa không phai mờ muôn dân ghi nhớ lập đền đền thờ nhang khói phục y thờ quan lớn tuần trái ngài kiến chi tam giới nghi hay trong tà sát tùy trừ tình nghi quan lớn tuân ngài phạt phép uy linh quyền ngài cai quản chư dinh tướng nhà trời ngược đồng chơi minh quyền bóng quý đường uy chờ người hiền năng quan lớn tuần thiện hách uy quang ra tay tây độ trần gian được nhờ vật thần cơ uy ra hùng hồ nghi đương uy trời ngài tế độ sinh nhân đùng đùng hắc trần phong vân thượng đồng ban câu giúp dân quan trừ tà họ phạt nguyện tích dương công đức cúi xin ông ban phúc tà xa xin ông mở lượng hải hà độ cho non nước nhà nhà được hưng long họ phạm đình nguyện giữ lòng trong sáng nghi sám hối ông chẳng dám đơn sai chỉ xin quan lớn ngài giáng đài cho dân Nam Việt họa tai vi tường cũng được mặt hoa ni ta hồng này
thạch hồ lên trầu thương ý thiên thành gia linh tiên thánh trên ngàn tiên dâng văn tiên thánh trên ngàn nề đông cú hương đền tuần quan nê đáo đền chứng đây nên cành mưa rừng nghề nhỏ giọt cành nghi thâu dĩ kiều đồi núi vắng tay cành lá tươi con đường mòn xuôi về hang động nghề chỗ giáng sinh nơi đất tổ đông quốc năm mê thần đi ngày máu giờ dần tràm vòng in ninh mồi rêu phong dâng nghi văn tiên thành trên an đề đồng nghi cuồng tuần quang đăng về đền xuân vương đi nghề ngàn cánh khuya nguyện lặn sao tàn tàn lệ
chiếc nghinh thọ bắn nguyệt nì khoan treo vào gập gầy quan nì thấp mà lâu cao tí. Nhật nước thời loan và lên xuân vương ứng ý nghi ngà bài sai đương chiều lùm cung nàng ất nàng ái nay vương công sơn giang tinh tinh hay măng chú măng giang măng chè măng nữ cha vàng cơm lam có phèn sung ai đi ứng ý nghi ngà lè cơm lam buồn người ông có đứng khe một bầu trưng mi cài lóng lánh mà ngọc châu trăng thanh gió mát bên tuyết lồng hỏa ca sương răng nghe mà khói tỏa nhạt nhòa anh bước yên tỏa sáng hang lung linh trong đền đẹp làm sao nghi thánh đương tiền tỏa sáng soi trong đền ôi châu đẹp làm sao núi cao thì mặc núi mây lưng trời mây hừng hờ trôi núi cao thì mặc núi mây lưng trời mây hừng hờ trôi sớm rong chơi bên kia miêu tỏ tối lại để ăn cỏ đều tranh trên sơn lâm băng vẻ quanh thành chợt nghe tin hát đầu gành cuội hang nơi nó xanh xuôi ngàn tung tinh có cơm lam thịt hình nem khô nghề vô tay theo nhịp mấy xanh mô tiếng nói trò trẻ lưu lộ lưu lừa có tiền trầu xuống đền xuân dương địa linh nhân hình nghe mang ấm no cho mọi nhà ai tâm thành trầu sẽ bán ngàn bán cho được ấm no cho buồn cho bán khắp nơi đi trần gian ai bị tiếc để đi trầu ôn đi muôn nhà được bồi gốc sai hoa trong khi xanh bách cần ca sai ngôn tất ý xin châu ba phá ân đồ cho đệ tử trường xuân lộc tài cho mình ban ra bốn phương tu hội bề ngôi đi đền dần ban cho tiền tu lụa tây bờ
Hồng lộc cho lắm về đền Sâm Dương cho nhiều ban cho được dài nhật nhật sáng kiều. Ban cho đồng đền, ban cho đồng đền được tài nhất sáng kiếm lộc tài cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa. Thủ nhang đi lễ bái phục thờ 30 mùng 1 14 đinh hùng tập 30 mùng 1 về đền Sâm Dương. Hay sông ngô nay về bề sở chốn thù ân thì quê ở thiên thai nghỉ có phèn trời đánh bồng lại khi ra đùi biết lúc là vào hàng bầy khi ra đùi biết là vào hàng bầy. Hỡi ai hay hiền hình biên tương tương vinh làm thì ngày tháng phong trôi nghỉ cây cao bóng mát nghỉ người gặp người thanh lịch là thời nhân duyên tình người thanh lịch là thời nhân duyên. Một ngôi duy thời Bắc Lệ là đôi quê nhà vốn sinh ra hình dòng tươi tốt xa tượng mà ba phấn môi son hài xanh nghe mà sao gót lên non nghe. Có phen cùng có phen chính ngự sơn trang bài sai đi thập nhị tiên nàng tới nơi chuồng ba tiếng một hồi trống cùng bộ sơn thần châu phục đôi bên bách nghi hoa chư vị tràng tiên hoa lan hoa phúc nghi bông hoa sen hoa hồng bách nghi hoa chư vị tràng tiên hoa lan hoa phúc hoa sen hoa hồng hoa thiên đi ngập ngừng e lệ đóa mận đào hoa quế hoa ban trăm mì hoa trăm sắc vẻ vàng muôn trăm hoa trăm sắc đẹp vẻ vàng thanh giang ngây hồi cung thoái phủ thiên thay để tam châu thoái phủ thiên thay hành vân giá họ làm dày gió mưa.
cho trứng rồng nghề lại nở răng rồng. Bảo nhang phúc búc khởi tường yên thì khi súng tăng thấu tìm thiên nhang tả chi thành đăng bảo an nguyện cầu thủ nhang đồng đền họ phạt định được hai chữ đắc bình yên. Dòng nhan khai quang thật cờ diệu châu về chứng đan duyên hạ tích tầm cung phạt kim phục hoàng thân cận thánh chúa tiên trung vương thiên linh quyết linh nguyện bảo trường sinh thái hình chính thất định phù hộ tâm hình cấp cấp như luật linh nghi. Thác hài theo mẫu vô ngô cung dệt tấm mẹ vóc ninh rồng tiên đức vua cha lộc tài châu mây ban nị ra nghề y nghề. Dòng chơi cửa phủ cửa ngơ đền vâng lệnh nghề mẫu ung truyền giang nghề phúc trường tài nghề nghề ơn trên nghề ơn trên tiếp lộc mấy bàn tài đi. Thành giang đi hồi cùng trên xuân lâm ngôi cao mát mẻ nghe cung thỉnh mời tiên châu bé giang lâm. Nói trăm tư tiếng nghi cháu dùng ngôn đi từ đi theo hầu bà diệu tín thiền sư điều tín thiên sứ thần thông châu học được sơn ninh trạng phép mơ mộng xin đi thương ngàn châu hồ vương nghi mẫu đền phủ tây yêu dấu bao bờ ta đền xuân dương phủ nhang đông đền họ phạt đón rước châu về thập phương chiêm bái có sáng chi nỗi nhầm. Ngược đồng thì châm hoa điểm xuyết ni lược châm cài ngọc tuyết tù ba tóc nghi mây rẽ mái nghi mượt ni mà
xuân nhang lê bông chim tòa tiêu thiêu nhạc nhạc hát ca vang lừng nghề cát nhật đương thời loan phá đền chung nghi nghi à à à con trang điểm đi cổ tay cô đeo vòng nghề cô bảy hắt tay lưng ong còn cô nàng tám điệu đồng đi chơi cô chín thỉnh lại cô buồn linh thiêng hơi áp đi hai vai thành đồng cô mười một mười hai thần thông đi đâu bao đắp lương công bao đền mẹ thịnh mười hai cô nàng tiên ứng ý à song đăng ai song đăng ai thấp thoáng bên đông song đăng chủ bên đăng muốn hồ sóng đăng cô uống dịu vàng khoáng thai hát rát lưng đài và thật nỗ bạt dài hát rát lưng đài bên mắt đi dài xoay cho quốc vũ dân cường xoay trong Nam Việt bốn phương Thái Hòa sông đăng thần thập quang gần đi xa đường là đường lục đạo chấm đất đi mọi loài xoay đường lục đạo mọi loài chấm chín nghìn ngàn núi xa bất lệ trầu giáng lâm có tiền trầu xuống nghiêng đền sâm dược địa linh nhân thế mang ơn nó cho mọi nhà ai tâm thành trầu sẽ ban an ban cho được ơn nó cho vườn cho bạn khắp nơi đi trần gian ai bị yên bất lệ trầu tôi đi cần ca sai ngôn tất đi xin chùa bà ta ân đổ cho đồng đền được trường sơn tinh nghi nghi à thầy sông mô nay về bề sở chốn thù ân thì quê ở thiên thai có bèn chơi cảnh bồng lai khi ra núi lúc là vào hàng mây khi ra núi biếc là vào hàng mây hỡi ai hay hiền hình biên tương tương với nàng thì ngày tháng rong chơi nghỉ cây cao bóng mát nghỉ nơi gặp người thanh lục là thời nhân duyên
tình người thành là thời nhân gian. Chân trâu đi rất nhiều đường lắm lộ mương minh này này à, trong ba tròn đền gần là tròn đền sân tương, đồi núi bao la chín bàn hải bông tiên hoa thái hoa, về đền sân tương biết bao nhiêu thành đồng chờ mong ban khen, để biết bao thành đồng chờ tiên châu tung. Trên sơn lâm băng vẻ quanh thành, chợt nghe tiếng hát đầu gành cuội hang, nơi non xanh xuôi ngàn tung tinh, tỏ cơm lam thịt hình nem chua nghề, vô tay theo nhịp sạch bộ tiếng nói trò chuyện lưu lô lê miếu lượng lượng lượng. Tài chủ ban hoa cho bốn phương thuần hòa, hòa mình trong nắng mưa nghi, cao nề dốc cao sườn đồi hài hoa đẹp hấp người, chim anh díu tan chào mừng hát tiếng ca vang. Kim chi mong diệp đành dành chỗ bé bắc lệ bà hách danh phạm trần, vẻ cốt cách thanh tân yểu điệu, nét dịu dàng tương liêu tốt tươi chỗ bà dòng nghi nay vốn phận tư trời. Hoa khi xuống đèo kẻ lúc ra công đồng, vào chơi trốn non bồng bích thủy, trở ra về phố bị rủi ngang chỗ bà sao chờ người các lục các làng nghề, vào chơi các lục các làng lên đền chỗ bé bắc lệ an lạc sơn, khắp châu thổ phục tình vòng bãi kẻ ngược xuôi qua lại úp cùng trên non cao mà nước biết ngàn trù. Lên cao trên non cao nước biết ngàn trù, khi lên bài kiết kỳ cùng làng sơn, khắp châu thổ phụng tình vòng bãi kẻ ngược xuôi qua lại cúc cung tình đi nghi ngờ. Chốn đó phong quang đi trên bão hà, chốn đó phong quang đồn rằng hoàng bệnh bão hà tôi linh nghe. Thank you.
phục thỉnh hoàng về ngày hôm nay, bán thỉnh hoàng về thần hôn nhàng khó đăng nhàng phục thờ chân kinh có chữ Nam Mô. Dòng nhan khai quang thập tờ tiểu hoàng về chữ Tam Diên Mã Thích tăng cung vàng kỵ phục hoàng thân thánh đế tiến trung vương. Ca đăng tần gia âm từ bi mất chúng sinh cô ngã kim tinh lệ. Dòng nhan khai quang thập tờ tiểu hoàng về chữ Tam Diên. Tài mã dâng lên kim ngân, tài mã dâng lên hoàng về tông lúc chép biên tỏ tường phi cho nhị tường trả. Chén ô lòng nghịch quỳnh hề tiên các cô vào chuồng chén trà ô lòng tay nâng bình ngọc để các bạn tiền nâng chén nín nín bờ giúp ông hoàng bẩn sự người. Hiến thượng kim bàn đi trà ô lòng, hiến đi thượng kim bàn để mong đơn cùng xà long đi tỉnh thưa vừa nhạt giữa công hoàng bảy nghìn sư người. Ba chén nâng đi mời cha hồng cha, ba chén các cô nâng mời thành hương tang tình tình mỹ vị ngọt bùi kỳ nghề chân ta trần nên ta trần ngọt bùi kỳ chân. Trên đền Bảo Hà có nhiều cảnh thu vui ngưỡng thanh. Ông vui với phù dung với cỏ cây. Tuyết nguyệt phong hoa nghi hoàng lệ thương làm bạn cầm kỳ thi tử thú vui vậy. Lúc tình
lúc say, hoàng bảy ngài đố ai biết được. Hương bay khỏi tòa bút trời mây. Mà người phàm trần thì hồ dễ mấy anh hành. Tăng nghi bồng hồ thì ông bảy hẹt mày. Họ phạm thủ nhang đông lên ghế ông vinh nghi vinh. Nhân à lên đất y nghi y ô hà bảo hà ô mây hà bảo hà đi kim mùi phong nguyệt y nghi nghi a đó là tiên cảnh thần tiên nhiên sang bù đi phà tiên cảnh thần tiên trên bảo hà. Ô nghi tiền nê cảnh thần tiên trên bảo hà. Có cây đua chen hoa la tinh bần chữ thần bần ô mây bần 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 hoa đào nghề mới nở tinh a muôn nề phần muôn phần xa còn kém xa sang bù lên bà xa còn kém xa muôn nề phần ô nghi xa còn kém xa ông muôn nề phần. Trong nhân thế người được mấy người họ pháp định là người có tâm là người có đức ông mới đưa về để tâm dương sang bù liền phá dương là để tâm dương làm thủ nhang đồng đi đề ô nghi dương mà để tâm dương làm thủ nhang đồng đi đề. Khuyên ai ăn ở tí thì lành cho lành nghề cho lành bảo nhau vun trồng cây đức ý ông cho xanh cành mà được tốt tươi sang bù liền phá tươi là được tốt tươi ông cho xanh nghề cành ô nghi tươi mà được tốt tươi ông cho xanh nghề cành. Ông bây giờ sách ra xem thấy chữ đề đức năng thăng số này. Hôm nay ông bây có say một tí với đời ông bây khuyên ai hay giữ trọn đạo làm người đi đến cửa mộng thì lấy chữ gì đà làm hương cả rồi ông minh tông qua nam tào cùng quan bắc đầu xuống trần gian lão âu chép biên họ phạm bình hôm nay là người hiếu thuận tháo hiền
tù nhân cùng tích nghi đức, ông bày chép biên cho tỏ tường. Nghe ông bảy ta họ phạt, nghe ông ta ông cho nước tiên thì tẩy hết bụi trần, thành cao họ phạm được muôn phần thành cao. Chữ cương thường nghị treo cao trên giá ngọc, chữ tam tòng nghề tư đức khuyên di họ phạm thủ nhang đồng đền ngày hôm nay. Đặt nề cối tấu quỳ bảo hà tin ông hoàng ngày bảy, ông độ trì chứng nghe tâm. Lệnh nghề phai thập nhị tiên nàng, cô nào việc ấy mau mau sửa sang đến hầu. Tin cô nàng cả nghi quạt nước pha tràng tổ, thì là vừa ý ông bảy gật để đầu vô gối bàn khe. Nàng đôi dâng nghi bộ khay đèn để xe nga tô sứ, một bóc tiêm chuôi nạp vàng. Hộp thuốc sang tiên cô nàng bà, cô dâng hộp thuốc nghi sang thì nghi là vừa ý ông bày bao hồ hà trên sơn lâm. Cô nàng tự nghi đốt nơ đình nhang trầm, tay cô khêu đèn để cho tỏ, tay ông bày cầm điêu thuốc nga tinh nghiên. Nguyên tiên cô nàng năm, cô vào dâng kẹo bánh nguyên, kẹo rượu cùng với nê thuốc cống thì cảnh tiên ai sánh bì. Tình ni nết nhu mì cô nàng xong, tình nết nhu mì đầu xuân dâng con tuấn mã để hoàng bảy đi chấm đồng. Gầy khúc đàn thông cô nàng bảy, cô vào gầy khúc đàn thông nghi, miệng ca tay gầy đàn bụng âm nghe nó miệng dừng đi chiếc được ngà. Hai tay cô tắm chạy chút ông bảy khẹp là cô khéo tay. Yêu điều ai tay cô nàng chín đi, cô hiểu điều ai tay. Ngày ngày cũng chín đi dâng một đôi giày vào hầu ông. Mua ngương lượt bài bông tiên cô nàng mười, cô vào muốn lượt bài bông cành ba giờ tí cô cầm đèn lồng cô bước nghi ra. Quạt nước pha trà cô mười một, cô vào quạt nước cô pha trà ấm mi chiên bình bình ngọc đôi tay ngà cô dâng lên. Trai chiêu chia bài cô mười hai, cô vào
trải chiếu chiếu bài 12 các tự tiên nữ phò già đôi bên ông rõ ràng. Ăn nghi bát phạt hùng binh lệnh ông bày truyền bát phạt trừ tướng hùng binh xa loạn đón dước, xa loạn đón dước ông lên thiên đình tu đúng việc quan nghề thay ra hiện danh nghi là bát nghi nghi cô ba cô lên tu xuống sầu nghi nghi dưới tòa long cung. Yeah.
xá chi hành đăng mới bảo an nguyện cầu chữ tin chủ thủ nhang đồng đền họ phạm định được hai chữ đắc bình yên nè. Cung cấm quảng hàn hằng nga cung cấm quảng hàn mẫu tài cô xuống hướng dương gian cung ngưỡng đồng học đồ xưa ta được thoại cung nghi hài hoa hoán học nghi trồ trong giao đại tuổi trường mười tám đôi hài hình dòng nhan sắc tin tưởng người thần tiên mà lửa nhang nhang lại bén nhạc nghề thiên linh nguyên linh nguyện bảo trường sinh thái hình chính thất linh phù hộ tâm hình cấp cấp như luật linh cô bơ tôi giúp màu qua nghìn qua sông mà nửa đêm cô bơ nghe vang vọng nghìn ba tiếng chuông kinh nghe vang vọng ba tiếng chuông kinh để hàn sơn chân dần bước lên xuống phan phan xuống pha phách rằng phách những phan phan xuống pha phách hai dần phan phan xuống pha phách ba cơn trèo phan phan xuống pha xin cô mở nắng ta nghi xuống pha trèo từ cô trèo từ phan phan xuống pha hạt thác trèo ra phan phan xuống pha về phủ pháp ba phan phan xuống pha trèo sang cùng phan phan bơ ngược dòng sông phan nghi chơi bên sông đò lè phan phan du hoa đò lè cây thì phan phan du hoa đôi tre nhấp nhô phan phan du hoa những núi cùng khe nhấp nhô đi cá bạc phan phan du hoa bơi con cá bạc phan phan du hoa treo lên trên không trung phan phan du hoa mà vũ trụ ngân hà phan phan du hoa bơi hai cửa bể phan phan du hoa quyền hành nắm trong tay phan phan du hoa nhợt nhà cô đứng một phan phan du hoa cô đứng mũi thuyền rồng phan phan du hoa khuyên luyện các thanh đồng nghề để lệ bỗng dâng hoa phan phan du hoa cô bơ lại trèo xa nghề tứ tình bắc kỳ về ám thanh hoa hà nội bắc định phan tháng hai là hồ nghề đền dầm đền phan phan du hoa đại lộ đức ông phan phan du hoa chỗ đức mông hoài đền rừng đền núi đền bầu cửa sông phan đi tam giang đôi ngô nghi ghé qua đền chầu chùa ba đệ tử không sai chứ cảnh đền phan phan cô mới về đến đây sâm gương linh từ thủ nhang đồng đền hò phạm hôm nay tiệc lễ đón tiệc mẫu vương xưa lễ kêu cầu có vị các tín chủ về đây mẫu dâng hoa để cầu lộc cầu tài cầu ra đôi bình an đi cầu ra chúng khang thái cô bơ ngắm cảnh đền mà đền sinh cảnh đền bốn mùa phong quang sâm dương đền là bình yên chỉ bên đã đến bờ đến bên cô người thiền đà đến bên cô bơi cô sai quân hầu bắc chiếc cầu nói cụ lên khoan hồ ơi an nghỉ đó gió đó mây cụp lên trời đó gió đó mây xuống sông đó nước về sâm dương cô đó lòng mình người là tinh ta tình ai tang tính tình ta còn đời gió đông hoa đào còn đời gió đông đời người hợp số khăn đi hồng cô trao
hai mang trèo áng đi ngang tuôn trèo về đền vua Cha Bác Hải danh tiếng đồn cô bơ thoại mẫu ngô yêu nghề tròn ba ngân cổ kiêu môi son ma phấn mùng đi son ma phấn mỹ miều nết na sông tuần vương tuần vương cô đồ bà ba tuần vương cô độ ngã ba thuyền bè xuôi ngược đốt vàng ngã tiếng cô ba nghi nghề tay nghi nghề a ngã chỉ bệnh thời a có hành nghi phù ba tay chỉ bệnh hành phù a thay ra hầu mẫu trong sòng vốn nguyên xưa cô chỉ nghiến đi cô hầu mẫu trong sòng nề quyền cai chỉ riêng đi tin cô hầu trong nề ba bò náo nức tưng bừng 21 tháng 2 náo nức nghinh tưng nghinh nghinh bừng bừng nghi rước vào bang rồi rước qua mà in bắc thạch chứng giám đàn diệt nề hoa lan hoa cúc minh hoa hồng hoa mai trăm hoa khoe sắc đua tài
36 nan xương. Cô cần tới bạn cô lại thương thanh kinh đồng kinh a. Gió lộng sơn hà cô quạt cho, gió lộng sơn hà quạt cho nam nữ trẻ và được bình yên. Sóng lặng bể yên yên cô mới quạt cho, sóng yên lặng bể yên quạt đâu mát đi, mát đi lòng trần thi gian đêm. Nhất quý nhị lan, trên đời người nhất quý nhị lan. Nhất thanh nhị sắc cô làm việc quan đi trong chiều an. Có sắc có tài chưa mong ban cô, có sắc cô có tài ban cô đôi quạt để cô đề bài chứ thơ tiên đề. Chim kêu vượt hót trên đi ngàn dưới khe, ca bạc dưới khe, ca bạc ca vàng trâu lên nâng ngực tam thai. Tam thai ngủ nhạc đẹp hán tiền đi. Tam thai ngũ nhạc hán tiền trắng thanh, gió mát trắng thanh, gió mát quỳnh tiên linh hội đồng mê nghề thôi khi vui. Khi vui cô ngược chiếc xa dòng ăn đi quan cháo đền dâu cô trở ra về quan cháo đền dâu dành làm cổ tích một bầu cảnh tiên có đền tiểu tỷ mẫu đã ban truyền thanh gian nương xanh mắt đi núi đồi hùng vĩ đền đồng cuồng tu khí chúc mừng sông thao thác đi tổ trước hình đồng nghi cuồng cổ tích hữu tình danh làm tiên cô bé trên ngàn lừng lấy đất đông cuồng nghi đã dày thân đi oai trăng in đi mặt đẹp nước mắt gây nghi ngang ai chẳng ngờ in ninh mặt nền nước gánh ngai tránh vây mấy núi đá mà suối dài bao la tiên cô bé vào ra mấy hầu cần việc trong ngoài cần mẫn đi sớm chưa mong bàn cô coi sóc như cát tòa nhờ tay cô bé để tình ta già được thêm xanh giữa giờ tí hiện hình cô bé này vượt lên gành nến thác như cái gành như con thác chèm vui bắt dịp họ hoàn ý ngang thank you.
dịp hò hoan phố lũ trai hút cô lại sang Tân Ninh An Bảo Hà cũng nên nón tung lờ nắng hoa đi đục đình đàn ngũ huy hiền tang tính tình người ta cánh kia bắc bóng giữa ta vòng bạch ngọc tay ngà cô uốn khúc phạt thanh phong nghi mà áo lục xinh ghê đầy ngàn hoa quả xuống dê tì đông quốc tin cô bé ban mường thình thai đền đông quốc đức đại tối linh nhấp nhô cá lượn bên gành nì trắng sẽ nướng y còn mặt trời chia ba cô dân ai đâu có trả lời cứ thờ ơ việc thánh cô cho suốt đời khổ đau bạc đồ có chấm nghi cài chốn yên mai cành mộng thâm thoáng tiên cô về đồng thì ra sang đi mộng yêu từng nghi nghi ngà đêm đêm khăn túi nâng niu ngày ngày trang điểm dập niu đi màu hoa tiên cô chân dần hài hoa bây giờ đã từng chiều tà sương răng bây giờ đã từng sương răng chiều tà đêm 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 anh đuốc lập lè từng đêm đêm anh đuốc lập lè cơm lam mùi ông con nước khe một bờ chấm mi cài lóng lánh mà ngọc châu trong thành phố bát bình yên lồng hỏa ca sương răng nghi mà khói tỏa nhạt nhòa anh anh bước tiên tòa xã lung linh trong đền ôi cô đẹp làm sao anh anh bước tiên tòa xã trong đêm ôi cô đẹp làm sao sông đăng ai sông đăng ai thấp thoáng bên lầu sông đăng cô mục đang mơ hồ mộng vương nhác nhác trông lên
từng đài vạt gắn tay vạt dài thắt ra từng đài bốn vạt cùng bạc nhau. Xoay cho quốc dũng dân cường, xoay trong Nam Việt bốn phương thái hòa. Sông đăng thần thấp thoáng gần xa, đường là đường lục đạo trầm dân đi mọi loài. Xoay đường lục đạo mọi loài trầm đôi. Chợt nghe có tiếng hát đầu gành cuối hang, nơi nó xanh xuôi ngàn tung tinh, có cơm làm thịt hình nem khô nghi, vô tay theo nhịp xanh một tiếng nói tròn trẻ lưu lô lưu lừa. Trần gian, trần gian ai bị ý kiến. Cô bé ngàn tôi linh 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 linh, cô bé ngàn tôi linh linh linh, cô bé ngàn tôi linh. Xin cô về xa ban phúc lộc, độ cho một nhà được tụi gốc tai hoa. Trong khi xanh phách cần ca, tai ngôn tất tín xin cô bề phá ân, độ ổn cho đêm ở trường xuân ở nghi đi ngà. Lộc tài cô mây ban ra bốn, vô ban cho tiền tố đùa dày, bồng lộc cho lắm về đến sân dương cho nhiều. Vô ban cho và được giải nhận tặng kiều. Ban cho tập về ban cho họ phạm được giải nhất sang kiếm độc tài cho nhiều hơn năm ngoài năm xưa. Vũ nhang đi lễ bái cùng thờ 30 mùng 1 14 hôm rằng 30 mùng 1 về lễ bốc đền sân dương, là về đền sân dương, là về đền sân dương. Con phèn chính ngự sơn trang bài sai thấp nhì tiên nàng tới nơi. Chuồng ba tiếng một hồi trông phục, bộ sơn thân châu phục đôi bên. Bạch nghi hoa trừ vì nàng tiên, hoa lan hoa phục nghi, bông hoa xem hoa hồng hồng. Nhiều đường lâm lộ mô minh đầy đầy à. Cô bé tròn đền dân la tròn đền sân dương, đôi núi bao la. Chín hàng hải bông tiên hoa, hái hoa về đền sân mi dương để biết bao thành đồng. Chờ mong cô ban em để
anh hiền thì cô biên tương tương với nàng từ ngày thẳng vòng chơi tây cao bóng mát nghỉ người gặp người thanh lùng là thời nhân duyên tính người thanh là thời nhân con chưa chưa cần lo ngang đi kín chỗ kín chỗ kín cha cha kín chỗ chỗ kín cha đi la đi la đi vài ngàn nước cũng lại ngồi đào mắng nghề mà đã từng chăm tung tăng bay lượn mùa bóng vàng khi tiên đi qua trên non cao bóng đá xì tà bên đôi ít mơ mình xuống dưới lạc đác tạm đôi vượt vào phạt đôi ngương tinh 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 về đêm tiếp lộc ban tăng này lộc gần mang đến mà lộc ta mang về thương ai tài lộc phù bàn nên in 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 đang vui đang nghi vui cô chờ ta về mình tiền đang vui cũng bây chờ ta về mình tay chào khác ghê vẫn sau cô tài hồn hồi chơi thôi lại chờ ta về mình cùng chơi thôi lại chờ ta về lên bàn chờ lấy danh cho thành đồng thành ra ngay hồi vui 37 tuổi xuân cô bơ cóng tài nghề 37 tuổi xuân đi thi cầu đỗ bà khoa nghề nghề chiếc bảo vàng đôi nghìn heo hồn
phúc thỉnh cầu về ngày hôm nay, bán thỉnh cầu về thần hồn nhang khó khói đăng nhang phục thọ chân kinh có chỗ nam mô. Dòng nhan khai quang thật cờ diệu cầu về chứng đạt diên hạ thích tăng cung vàng kim phục hòa thân cẩm thánh đế tiên trung ương. Về các cô nâng mời là mời sức cổ bự sơi. Tề tay tiên chúa ký chén rượu mời nhị tuần hạ nâng lên đi bề học về các cô nâng mời là mời sức cổ bự sơi. Mời ta bồi dâng lên bệ học bè các cô đừng mời là mời sức cổ từ sư ơi. Dược mộng tuần hành cầu bơ đi dước phu ngựa, dước nghi mộng tuần hành tam đầu kỷ vi cả kình mới theo sau người. Ăn đi thoải độc bao xa con đường về, thoải độc bao xa con đến thất bảo con hòa lòng cùng đi. Dương mông tuần hành cầu bơ thức vua, dương mông tuần hành tam đầu cửu vị ta tình theo sau. Sau câu ơi đừng quên nhé, chúng con mong chờ.